thiên nhiên, cũng có thể là một cơn gió thoảng, hay cũng có thể là ào ào bão biển. Tất cả chợt đến rồi chợt đi, có thể thật bất ngờ và cũng có thể là sự chờ đợi. Thưa quý vị, phải chăng đó là tình yêu? Và làm sao có thể định nghĩa được tình yêu là gì? Tình yêu là như vậy đó. Nó có thể làm cho người ta nhớ nhung buồn bã khi chia cách, thì khi gặp lại, nó cũng có thể làm cho con tim ta hoang ca gấp bội phần. Sức mạnh dường ấy, dường như chỉ có tình yêu mới có được mà thôi. I
sao